chuyên gia phân tích, Nga sẽ vẽ lại bản đồ nếu Ukraine vượt làn danh đỏ, tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên bàn cờ thế giới. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Hiểu Rõ Trong 5 Phút. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một chủ đề nóng hổi đang làm dậy sóng dưới quan sát quốc tế. Nga tuyên bố sẽ vẽ lại bản đồ nếu Ukraine vượt qua làn danh đỏ và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tình hình căng thẳng hiện tại đang trở thành tâm điểm của những diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự can thiệp của các cường quốc phương Tây và sự phản ứng quyết liệt từ phía Nga. Quyết định hoãn của Mỹ và Anh về tên lửa tầm xa tín hiệu lo ngại từ phương Tây. Gần đây quyết định hoãn cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp được đưa ra bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Tên lửa tầm xa với khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ hải quân và các mục tiêu chiến lược quan trọng, đã trở thành yếu tố quyết định trong việc định hình cục diện của cuộc xung đột Nga Ukraine tại tâm điểm của cuộc tranh luận này là mối đe dọa tiềm tàng đối với hạm đội biển đen của Nga. Nga vốn tự hào với hạm đội biển đen lâu đời và quyền lực đã phải di tản một số tàu chiến khỏi căn cứ hải quân tại cảng Novorossi. Điều này cho thấy sự lo lắng của Moscow trước khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa mà Mỹ và Anh có thể cung cấp cho Ukraine. Hành động này làm dấy lên câu hỏi từ giới phân tích toàn cầu, phải chăng phương Tây đã bị áp lực bởi cảnh báo của Nga về làn danh đỏ. Làn danh đỏ là một thuật ngữ mà Nga sử dụng để chỉ giới hạn mà nếu vượt qua sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về quân sự. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nếu Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là các vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng, thì điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp không chỉ với Ukraine mà còn với NATO. Trước nguy cơ này, quyết định của Mỹ và Anh dường như là một sự cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tránh leo thang căng thẳng và kéo NATO vào một cuộc chiến toàn diện với Nga. Song song với đó, chúng ta không thể không nhắc đến các động thái chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm gần đây của ông đến Mông Cổ và một số quốc gia châu Á khác không chỉ là biểu hiện của hoạt động ngoại giao mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố quan hệ với các nước ngoài phương Tây. Đối mặt với sự cô lập từ châu Âu và các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt từ Mỹ, Nga đang tìm kiếm những đối tác mới và củng cố mối quan hệ với các nước láng giềng châu Á. Điều này không chỉ giúp Nga mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, mà còn tạo ra một đối trọng với các áp lực kinh tế và chính trị từ phương Tây. Những động thái từ cả hai phía đã cho thấy rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không còn là vấn đề chỉ của hai quốc gia, mà đã trở thành một điểm nóng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Quyết định hoãn cung cấp tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh có thể chỉ là một bước tạm thời, nhưng nó cho thấy sự phức tạp của cuộc xung đột và những tính toán thận trọng mà các cường quốc đang phải đối mặt. Sự kiện nóng tại Nhà Trắng và Liên Hợp Quốc, Zelensky trước thách thức của phương Tây Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngừng kêu gọi các đồng minh phương Tây nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa để Ukraine có thể tấn công vào các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Nga. Đối với Zelensky, thời gian là yếu tố quan trọng khi cuộc xung đột kéo dài đã đẩy Ukraine vào thế khó khăn trên chiến trường. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Mỹ và Anh tiếp tục trì hoãn quyết định cung cấp tên lửa tầm xa chẳng khác gì lời chấp thuận ngầm cho phép Nga tự do tấn công Ukraine mà không gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phương Tây. Trong mỗi lời phát biểu, Zelensky thể hiện rõ sự thất vọng khi phải đối mặt với tình trạng các quyết định quan trọng vẫn đang nằm trong trạng thái cân nhắc tại các hội nghị quốc tế. Đối với Ukraine, thời gian không phải là điều xa xỉ, trong khi các cuộc đàm phán quốc tế kéo dài, Nga tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và điều này đã khiến tổng thống Ukraine trở nên ngày càng kiên quyết trong lời kêu gọi viện trợ. Trên mạng xã hội X trước đây là Twitter, Zelensky không ngần ngại chỉ trích sự chần chừ của phương Tây trong việc hậu thuẫn Ukraine một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Ông cảnh báo rằng sự thiếu quyết đoán này đang tạo điều kiện cho Nga tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công quân sự và củng cố vị thế trên chiến trường. Ukraine không chỉ đối mặt với khó khăn từ phía Nga mà còn phải chiến đấu với những lời hứa chưa được thực hiện từ phía đồng minh phương Tây. Song song với những lời kêu gọi từ Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không đứng ngoài cuộc. Ông đã thẳng thừng cảnh báo rằng nếu NATO thông qua Mỹ và Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như Astak-MS hay Stormstadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga Điều đó sẽ kéo NATO vào cuộc xung đột. Putin khẳng định rằng các loại vũ khí này với khả năng gây thiệt hại lớn sẽ không thể được sử dụng nếu không có sự hỗ trợ từ quân đội NATO về mặt kỹ thuật và lập trình, đồng nghĩa với việc NATO sẽ chính thức tham chiến. Lời cảnh báo của Putin không chỉ là phản ứng trước quyết định của Mỹ và Anh mà còn là lời nhắc nhở rằng Nga sẵn sàng đáp trả bằng mọi phương tiện nếu biên giới của họ bị tấn công. Việc sử dụng tên lửa tầm xa không đơn thuần là vấn đề quân sự mà còn mang tính chiến lược khi nó có thể làm thay đổi cục diện của cuộc chiến và kéo NATO vào một cuộc đối đầu không mong muốn với Nga. Những sự kiện tại Nhà Trắng và Liên Hợp Quốc đã chứng minh rằng cuộc chiến Nga-Ukraine không còn đơn thuần là vấn đề khu vực mà đã trở thành cuộc đối đầu mang tính toàn cầu, nơi mà mọi quyết định đều có thể gây ra hậu quả lớn. Cảnh báo của Nga và phản ứng từ phương Tây, động thái khơi mào cuộc chiến toàn diện. Từ phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã không ngần ngại phát đi những cảnh báo đánh thép. Nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tổng lực giữa NATO và Nga. Đây không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa mà còn được nhiều nhà quan sát quốc tế xem là hành động thực tế nhằm ngăn chặn sự leo thang xung đột từ phương Tây. Nga trong tình thế bị bao vây bởi các lệnh trừng phạt và sức ép quân sự đang tìm cách định hình lại cuộc xung đột theo hướng buộc các cường quốc phải suy xét kỹ lưỡng trước khi có bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ukraine. Phản ứng lại lời cảnh báo này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định rằng Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không đồng nghĩa với việc vượt qua làn danh đỏ mà Nga đã đặt ra. Tuy nhiên, Stoltenberg cũng thừa nhận rằng NATO sẽ đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng nếu tình hình leo thang không được kiểm soát. Sự căng thẳng này đã đẩy NATO vào thế khó giữa việc ủng hộ Ukraine một cách mạnh mẽ và việc tránh đối đầu trực tiếp với Nga, điều mà phương Tây luôn né tránh. Tại Nga, dư luận cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng NATO trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột Nỗi sợ này không chỉ xuất phát từ các hành động quân sự mà còn từ những phát ngôn đe dọa cứng rắn của giới lãnh đạo Nga. Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã nhấn mạnh rằng Nga không chỉ dừng lại ở lời nói. Nếu lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở quân sự hoặc kinh tế quan trọng bị tấn công, Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Điều này bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, một lời cảnh báo đậm tính sẵn đề mà Medvedev khẳng định sẽ không chỉ là lời đe dọa xuồng lời nhắc nhở này từ phía nga như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng quốc tế về viễn cảnh xung đột có thể leo thang nhanh chóng đến mức không thể kiểm soát khi mối nguy cơ về việc sử dụng vũ khí hạt nhân được nhắc đến cuộc đối đầu nga ukraine không còn chỉ là cuộc chiến khu vực mà đã trở thành một nguy cơ toàn cầu với hiệu quả thảm khốc nếu các bên không kiềm chế động thái của nga rõ ràng cho thấy họ sẵn sàng đẩy cuộc xung đột lên một tầm cao mới nếu cảm thấy bị đe dọa và nato cũng sẽ không thể xem nhẹ những rủi ro này Căng thẳng giữa Nga và phương Tây hiện tại đang như một quả bom nổ chậm. Chỉ cần một động thái sai lầm, toàn bộ cấu trúc an ninh của khu vực và thậm chí toàn cầu có thể bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Phương Tây với sự cân nhắc thận trọng phải quyết định liệu họ có sẵn sàng đối mặt với rủi ro này hay không khi lựa chọn giữa việc bảo vệ Ukraine và tránh một cuộc xung đột không đối thoát với Nga. Căng thẳng trên biển, hai đội biển đen của Nga đứng trước nguy cơ lớn. Một trong những dấu hiệu rõ rệt cho thấy căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là việc Nga phải di tản hạm đội biển đen khỏi căn cứ Novodosty. Đây là một trong những hạm đội có tầm quan trọng chiến lược và lịch sử lâu đời nhất của Nga, với hơn 200 năm tồn tại. Tuy nhiên, trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tên lửa tầm xa và các phương tiện không người lái của Ukraine, Nga buộc phải thay đổi chiến lược phòng thủ. Sự phát triển của các UAV và USV, phương tiện không người lái trên mặt nước, đã gây ra một mối đe dọa lớn cho hạm đội Biển Đen, một thách thức mà Nga chưa từng đối mặt trong quá khứ. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đã không lường trước được khả năng tấn công hiệu quả của các phương tiện chiến tranh hiện đại này, đặc biệt là khi chúng có thể xâm nhập vào các vùng lãnh hải một cách linh hoạt và khó bị phát hiện. Các UAV và USV của Ukraine đã thể hiện khả năng tấn công chính xác và uyển chuyển, khiến Nga phải cấp bách điều chỉnh lại chiến lược phòng thủ của mình. Những thiết bị không người lái này đã chứng minh rằng các biện pháp phòng thủ truyền thống của Nga vốn dựa vào hệ thống phòng không mạnh mẽ như S-300 và S-400, không đủ hiệu quả để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không và trên biển mà không có sự hiện diện của con người. Nga đã phải nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng thủ mới, bao gồm việc xây dựng các lớp cảnh báo sớm để phát hiện UAV từ xa và bố trí các hệ thống phòng không giá rẻ hơn, có thể chống lại các mục tiêu nhỏ và nhanh nhẹn. Điều này cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với chiến thuật chiến tranh hiện đại mà Ukraine đang áp dụng. Việc di tản hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ Novorossiysk là dấu hiệu rõ ràng của việc Nga đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công công nghệ cao từ Ukraine. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ mà còn làm thay đổi cục diện chiến trường, nơi mà các phương tiện không người lái và tên lửa tầm xa đã trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược tấn công của Ukraine. Vai trò của Mông Cổ trong cuộc chơi địa chính trị, cánh cửa quan trọng cho Nga Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Mông Cổ gần đây đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế Mặc dù Mông Cổ là một quốc gia nhỏ bé về dân số và diện tích, nhưng vị trí địa chiến lược của nước này lại vô cùng quan trọng. Nằm giữa hai cường quốc lớn là Nga và Trung Quốc, Mông Cổ trở thành một điểm giao thoa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực Á-Âu. Đặc biệt, Mông Cổ là thành viên của tổ chức hình sự quốc tế ICC, tổ chức đã từng ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin. Tuy nhiên, bất chấp lệnh này, Mông Cổ đã đón tiếp Putin một cách nồng nhiệt, cho thấy sự thách thức rõ rệt đối với các lệnh trừng phạt và áp lực từ phương Tây. Đây không chỉ là một động thái ngoại giao mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc khẳng định Mông cổ không bị ràng buộc bởi các động thái chính trị từ phương Tây. Chuyến thăm của Putin không chỉ đến thuần là một chuyến đi công du mang tính biểu tượng, nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Nga không bị cô lập trên trường quốc tế, mặc dù đang phải đối mặt với hơn 17.000 lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Nga vẫn có thể củng cố quan hệ với các quốc gia châu Á và Mông cổ, chính là một đối tác chiến lược trong khu vực. Thông qua việc duy trì và phát triển các mối quan hệ như vậy. Nga đã khéo léo mở rộng phạm vi ảnh hưởng và tìm kiếm những đối tác bất chấp áp lực từ phương Tây. Mông Cổ có vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng của Nga, một trong những dự án lớn nhất hiện nay là dòng chảy Siberia 2, một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc đi qua lãnh thổ Mông Cổ. Dự án này không chỉ là một bước quan trọng trong việc củng cố quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc mà còn đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược của Nga nhằm thay thế thị trường châu Âu đang dần khép lại. Mặc dù nhỏ bé, Mông Cổ đã và đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược địa chính trị của Nga. Chuyến thăm của Putin không chỉ là biểu hiện của sự gần gũi giữa hai nước mà còn cho thấy Nga đang khẳng định lại vị thế của mình trong khu vực Á-Âu trong bối cảnh phải đối mặt với các thách thức từ phương Tây. Tầm quan trọng của mối quan hệ Nga-Châu Âu không thể bỏ qua dù hướng đông đang mở rộng. Dù Nga đang ngày càng mở rộng mối quan hệ với châu Á, Tổng thống Putin và chính quyền Nga luôn nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ với châu Âu vẫn là yếu tố không thể thiếu. Nga và châu Âu đã gắn kết chặt chẽ về mặt lịch sử, văn hóa và kinh tế trong suốt 500 năm qua. Những mối dây liên kết này không thể bị dễ dàng cắt đứt bất chấp những biến động chính trị và kinh tế hiện tại. Mặc dù tình hình quốc tế đang buộc Nga phải chuyển hướng sang châu Á, đặc biệt là khi châu Âu đang áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Moscow, việc hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với châu Âu là điều khó có thể xảy ra. Nga, với nền kinh tế và vị trí địa chính trị, vẫn cần châu Âu để tiếp tục phát triển và mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Bên cạnh đó, những ràng buộc lịch sử và văn hóa không dễ dàng bị phá vỡ chỉ bởi những căng thẳng tạm thời. Từ sau Thế chiến thứ hai, một trong những mục tiêu giải hạn của Mỹ là tìm cách tách rời Nga ra khỏi châu Âu nhằm ngăn cản sự hình thành một liên minh có thể thách thức quyền lực phương Tây. Trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay, Mỹ và phương Tây đã đẩy mạnh chiến lược này, áp dụng các lệnh trừng phạt và gây áp lực mạnh mẽ lên Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh địa chính trị của quốc gia này. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng về lâu dài, châu Âu và Nga sẽ khó có thể duy trì tình trạng xa cách. Dù căng thẳng đã gia tăng, cả hai bên đều nhận thức rõ ràng. Một mối quan hệ hợp tác là cần thiết cho sự ổn định và phát triển của cả khu vực. Nga là một phần không thể tách rời của châu Âu về mặt địa lý và lịch sử. Chính vì thế, sau khi các căng thẳng lắng dịu, việc hàn gắn mối quan hệ này sẽ trở thành điều tất yếu. Trong tương lai, châu Âu và Nga có thể tìm cách xây dựng lại các cầu nối kinh tế và chính trị vì lợi ích chung. Việc duy trì sự hợp tác chặt chẽ thay vì đối đầu sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên không chỉ giúp khôi phục sự thịnh vượng cho Nga mà còn đóng góp vào ổn định an ninh khu vực. Bước ngoặt nào đang chờ đợi cuộc xung đột Nga-Ukraine? Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường. Cảnh báo về làn danh đỏ mà Nga đưa ra dường như đã có tác động rõ rệt, khiến các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh phải cân nhắc thận trọng trước khi quyết định cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine. Sự lưỡng lượng này cho thấy họ đang e ngại khả năng leo thang xung đột với rủi ro kéo NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Những động thái này đặt ra câu hỏi lớn, liệu đây có phải là dấu hiệu của một bước ngoặt trong cuộc xung đột? Câu trả lời đến nay vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cuộc chiến ngày càng trở nên phức tạp với sự tính toán chiến lược từ cả hai phía. Nga đang tìm cách củng cố vị thế trong khi Ukraine dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây để duy trì sức mạnh trên chiến trường cán cân lực lượng hiện tại được định hình không chỉ bởi các trận đánh mà còn bởi các quyết định chiến lược trên trường quốc tế. Tương lai của cuộc xung đột nga ukraine không thể chỉ được định đoạt trên chiến trường, nhưng yếu tố địa chính trị và quan hệ quốc tế đang đóng vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ đến kết quả cuối cùng. Các cuộc thảo luận giữa các cường quốc, sự thay đổi lập trường của các nước phương tây cũng như động thái từ phía nga đều có thể định hình số phận của cuộc chiến. Liệu bước ngoặt lớn sẽ đến từ một giải pháp ngoại giao hay tiếp tục là những căng thẳng quân sự? vẫn còn là cơ hội bỏ ngỏ. Chắc chắn rằng những quyết định trong thời gian tới sẽ quyết định không chỉ số phận của Ukraine mà còn ảnh hưởng lớn đến cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu trong những năm tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin đặc biệt hôm nay của Hiểu Rõ trong 5 phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine và những tác động của cuộc chiến này đến tình hình quốc tế. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.